chỉ là một lần một lần ngọt, một lần duy nhất nghe các bạn. Ừ. Linh thôi, trời ơi Linh chơi dữ vậy trời, ai mà ai một cái một luôn ha chú ba. Gì trời, kẹp nữa nha, cắm cái nữa nè. Mình thấy không, mình chảy ốc miếng nữa các bạn. Chưa ăn ốc có muối, ổn cá nữa. Trời ơi. Đỏ. Hello, chào bạn. Chào bạn. Thì hôm nay tụi mình bận chuyện không ra video đều đặn cho các bạn xem được. Thì hôm nay năm mới thì tụi mình cũng làm video đầu tiên của năm luôn. Hôm nay mình sẽ làm cái video sinh tồn 12 giờ. Thì video 12 giờ của mình thì một cua bắt ốc bắt cá có gì ăn đó nha các bạn. Hôm nay đang thịt cá nhiều quá, mập quá trời, giờ cho vận động bớt. Không? Không, ăn ai vậy? Ăn thịt không, không có ăn cá. Ăn cá hả? Hôm nay mình bắt cá, bắt cua, ăn bù lại các bạn. Thì năm mới tụi mình cũng chúc cho các bạn vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ cho mình nhiều nhiều nha. Nhớ bấm vào chuông để theo dõi những video mới của tụi mình. Giờ mình đi thôi. Tiến hành đi một cua bắt ốc nha các bạn. Vô gia cư cá. Mày đâu mày? Cua. Đây vô gia cư. Đúng anh em. Xuống. Để anh cởi cua bắt qua đâu. Đồ đi trước bắt ốc đi. Hôm nay ăn Tết rồi đồ lên cơ à. Mở chứ lên cơ vậy. Thì sáu muối diện muối hả bạn? Gắn mày cố gắng có cá đồ cho các bạn xem ơi. Đừng để giống như clip cắm câu chết luôn á. Cá lóc 5kg à. Ừ, tự nhiên đi bắt cá cắm câu cá không ăn cá đi ăn ốc. Ngồi chứ. Xui mày, dòng của mấy mày xui quá. Dòng đó trời. Tại có con đồ đi theo xui á. Mò tích cực thì đi xe về nha. Mò mà không tích cực họ đi bộ về nha. Như nhà cơ. Đi rồi. À dính hả? Ê, dính hả? Đem về nuôi đi. Con chi chén được vậy? Nãy được mấy con rồi? Nãy giờ 4 đúng con. Con Lý ha. Đề nghị chú vườn nha, thả cá nhiều vô nha. Mình hôm nay đi bắt cá không có cá, toàn chim chép với ốc không hả anh? Đúng rồi, bắt cá tại sao ăn cá mà ăn ốc? Cấm 50 cần câu mà không có con nữa. Con cái sọ à? Con quỷ, con quỷ. Đề nghị mày nha, mày đi bên nào đi bên nha. Thấy từ từ từ. Lạy nhây à. Đi kiếm chuyện hả mày? Trời, chúc mà nó hỏi con nó đi bộ vậy. Con chim chép bự lắm bạn ơi. Anh nói con chim chép vậy. Trang trang được không? Được. Chim chép 1 triệu hả? À? Khó quá vậy. Mày bắt được nguyên ốc bự luôn. Hai con dính nẹo. Dính nè. Trời ơi. Trời ơi. Từ từ gì bạn? Ủa đây là. Rồi chết tao. Bỏ chưa? Mới nhộm, mới nhộm. Nhộm. Ba này một cá nó cứ lộn hoài luôn nè các bạn. Ốc hai mày đó. Chắc vậy. Đội đó mình tao này mò được gì ăn đó. Chơi luôn hả? Chơi lớn luôn hả? Chơi luôn á, đồ ăn chơi luôn nha. Không cần đâu. Chơi lớn luôn đô, mày sợ theo đô. Mặt con sợ mà. Này. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhé. Tao mới nhậm tóc rồi nha mày. Đồ đang phát hiện hang chuột mà đào bán cây rồi nè. Yeah. Thôi mày chơi mình đi mày. Đi mò cá hả nó. Nãy dao gọi ngào mò được gì ăn đó. Ok. Có chuột không trời. Mày hả? Chắc mày mấy ốc luôn à. Ok. Rồi. Mày mày ra mày. Cứng vậy. Để phụ anh.
con bạn thân mà kìa. Nguyên mày bắt giữ nha, thiệt của Hàn. Của Hàn lấy mày thiệt chứ sao lấy kỳ đó à? Không có cây thì sao vợ? Cái tay bươi bươi á. Để xuống nữa. Ừ. Hàn con bạn ơi. Tới đầm hẹn quá, hỏi em bay nha. Hẹn có Hàn nè. Nó Hàn không ba? Đặt nước vô. Đi xuống kìa. Có Hàn nè. Có đi đâu vậy? Thùng đâu rồi? Yên phụ, yên phụ, yên phụ. Thằng đâu, thằng gì vậy? Nó hai bàn ngách luôn đó. Ui, bên kia, bên kia. Gì vậy? Nè, nè, nè. Tự coi có heo nữa. Hai gì vậy? Có không hay mày làm dưới vậy? Có mà. Có trong niềm tin. Nên nước cút không? Nước này cút mà. Sâu lắm á. Không biết đào vậy chút về mẹ chửi không trời. Vừa dưỡng mày sao mày sao bị chửi? Dưỡng mẹ. Báo cáo. Có. Xong. Ủa hàng nãy giờ nửa tiếng rồi. Bỏ đi. Bỏ đi. Đi mò cá kìa. Nó bắt chuột sao? Không có. Lát cho đã, cái nửa tiếng đồng hồ không có con chuột nữa. Mà mày nãy giờ đi nửa tiếng đồng hồ không có con gì chăng vậy? Từ gì cũng từ từ bình tĩnh. Bây giờ mấy con ốc với mấy con chan chan à? Có gì không đâu? Được con cá rô phi nhỏ. Không? Nãy giờ có ăn con một luôn hả? Ừ. Đây là cái máy tưới rau muống của Đô nha các bạn. Dì Quyêu ơi Đô. À đây review ra. Đây là cái vật mua từ bên Mỹ đem về. Còn cây này thì lên trên Sài Gòn. Không, bánh tre. Đặt cái gì? Cây của bánh tre đem về. Thấy rồi. Ờ. Còn cái lưới này thì ở ngoài biển lượm đem về gắn vô. Cái bữa săn lửa không? Thử đi, thử động cơ chạy không? Động cơ bằng động cơ đây. Để thử chạy không? Khoảng mấy tỷ nữa. Ủa chạy cho tao quên rồi. Chưa. Không biết chạy không nha, ra ngoài. Bố săn lửa mấy tỷ không chạy trời. Ừ, bố săn lửa. Lên lên ra rồi, tưới thẳng tưới tưới rau muống luôn kìa. Ghê thiệt. Quên cầm cọc. Chiếc xuồng mấy tỷ của con Đô à. Gì mấy tỷ? Mấy chục tỷ chứ mấy tỷ vậy? Nói mấy tỷ rồi. Cua nè. Cá luôn, cá luôn. Ui, cá chung bố. Ê, cá luôn nè. Rồi không? Trời ơi. Nghèo khổ tới mức độ rồi luôn. Thôi ăn không rồi. Cái gì Tết ăn thịt không hả? Giờ không có thịt ăn cá. Còn cá bắt con nào không mấy bằng ngón tay à. Đề nghị chú Dường thả cá thêm. Vậy này của ai vậy? Vậy này của ai? Đi cha mẹ thả cá vô đây. Nuôi chừng 3 tháng lên mò tiếp. Cái gì vậy? Đâu? Bự lắm. Bự lắm, trời bự. Cháy. Vậy đủ ăn rồi. Sao các bạn? Bữa nay mình lỏ rồi. Các bạn thấy trước mặt của mấy quay mình là gì không? Đó, đám rau muống rất là tốt nha các bạn. Nhà Đô trồng à. Ký mấy ngàn đâu? Ký đâu nhiêu đâu, 10 ngàn. 10 ngàn ký nha các bạn, ai mua ủng hộ Bành nha các bạn. Có lộn. Đồ dây. Này rau muống trồng nè. Không có cá chân vậy Bành. Không có cá chân, không đụng con luôn á. Chứ này ăn ốc không vậy hả? Còn rau chi. Còn rau nữa hả? Thấy đám rau nó thốt lắm á. Vệ sinh chạy cổng thôi. Làm gì ăn? Lột chấm ơi. Cá chú cậu ơi. Thưởng cá cà phê. Nghe được hàng cá cà phê đó ha. À, có đồ ăn rồi đây. Bành này xui rồi. Không có nào chứ ba. Vậy đó chú ơi, kẻ tôi. Ôi đi vậy không có nào hết trơn. Còn đó là con cá này hiểu không? Tình hình hôm nay không mấy khả quan các bạn. Mò sớm giờ có mấy con. Con
chú con ơi. Thật trai á. Có đó ăn không hả? Có đó ăn không. Đó ăn Bành này. Bành kiếm cái sạch không ra mà. Bành giờ làm ăn gì được. Rồi Bành ăn khách xuống thằng rồi. Ây da. Có cá nữa nè. Cái gì? Cá lóc luôn, bự được má luôn. Đu bự gì trời. Còn cá lóc nó bự như con đỏ gì nữa. Cá lóc cứng. Này ngang 5kg rồi đó. Bự không chứ bạp? Bự. Bự bự. Trời ơi, con bắt mình không bự cái nha. Rồi đây có hai con ạ. À, có cá, có cá. Trời ơi. Trời ơi, em bắt tay luôn rồi. Ê, đưa thùng vô chứ mày. Nay ngày có đồ cái gì ta? Có nữa, có nữa. Có này nè, có này nè. Cua. Bành ơi sao rồi, có cá không Bành? Ê, chúc cho mày ăn cá này tao nhóc mày ơi. Mới bắt dính cá lóc 3kg nè mày ơi. Trời trời trời. Tức quá trời xịn luôn hả? À. Cá nữa rồi. Tới ngày của mày thiệt rồi. Sạc. Đủ nhét cái găng của ông Nguyễn à. Vậy á. Sao Bành? Toàn là toàn. Tụi mấy con vậy đó hả? Cao nè, đi chơi cho rồi. Cố gắng lên. Mới có mấy tiếng à? Mới 3 tiếng đồng hồ à? Cắn đi. Té chiều còn lâu mà. Cá vậy đó bạn. Bà không còn luôn, phóng ra. Ê Nguyễn. Cá không làm gì mày? Cái gì? Gắn đâu nữa? Mấy dính cái đầu đó luôn á. Đâu rồi? Bò ra rồi. Cá có cá nữa nè. Con cứng. Ú, con làm té. Không đâu, trời con mà. Nguyễn đang bắt được con gì chơi Nguyễn? Không được con gì hết. Được có dặn chim chép à. Chứ một cấp. Mẹ đây bắt bò với thằng đôi, bò mình thôi. Có không? Có. Rồi vừa mới nói cảm ơn nè. Hay vậy cái gì á? Cá phi. À, để cầm thùng cho lấy cá. Hay quá mày ơi. Bính gà số nhỏ nhất là thằng Bành. Con nghe bài đây. Bành ơi, mày gà không Nguyễn luôn mình ơi. Ê, chưa lên bà chưa biết còn hay hai không nghe. Đổ cái này rồi đó. Nguyễn ơi là Nguyễn. Trời ơi. Cô vậy để thùng cũng xảy nó. Trời ơi chứ. Hai đội ra chậm chán nhau. Đâu anh Bành, có anh Bành. Gì anh Bành? Phải mua cá. Con nào không? Ủa, miếng ngốc mày mà ăn gì? Đổ đi. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Bà già mày. Còn con cá ăn. Mày làm gì vậy? Hả? À, à, chơi. Wow. Rồi lên liền mày ơi. Lên. Rồi bơi vô. Rồi xuống tao bơi cho. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bơi đi. Rồi cho mày. Lên. Chạy. Lên liền bơi cho. Chắc lại mấy giờ không? 12 giờ đó. Lên đây. Ừ. Rồi cắt cỏ bơi vô. Lên bơi mày. Thôi kéo đi đi. Trên giường xong vợ xuống sông chơi luôn nha các bạn. Nguyện trên bờ lạnh quá rồi. Không chết cái bà luôn á. Kiếm bận chấm muối ăn ngay. Con mới mượn cây của Lý Tư Long về nè. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. 12 giờ chưa, không cảm các bạn. Ông. Hai nó đang đi hái bần nha các bạn. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Rồi giật gì, hộp gì đây? Sao đi không?
Đừng có nhẹ thôi, tao bẻ. Tao kêu mày quặn gì nhẹ, tao bẻ. Làm gì vậy? Con trái nào? Đâu? Điện lại cho ai? Ai đợi cái liệt không ăn. Rồi, đụm đi quán. Hay quá Đô ơi. Rồi. Rồi. Chìm luôn hay vậy? Sao cái nãy không chìm? Ông vô có mượn giờ con xuống hỏi ông đó nha. Mạnh lắm Bình. Hay quá Bình ơi. Mạnh lên. Chạy ơi. Ngồi mất tiêu luôn rồi đó. Từ từ. Ê, cái bự kìa. Trời ơi. Nghĩa là chấm bông mê. Kìa kìa, hai trái kìa. Nè nè, nhỏ ăn bánh đá. Ui, lùn mà lối. Ôi, đầu đó, ba trái luôn đó. Nè, quế con hỏng nha. Dịch nó vô hỏng chết trời. Vô kèo rồi, đâu rồi, kìa. Nè. Trời ơi, vậy xuống sông chịu khổ không? Nè, quay, mày quay, mày tao bẻ cho. Lùng nó khác rồi chứ. Nào. Thôi ha. Quên. Nghe tôi một đứa quên nữa. Nhìn trái bự rồi các bạn. Chín không? Có chín không? Nè, có trái này chín. Ủa không? Trái này không? Thơm, thơm bằng không? Thơm. Bằng thơm, hai vị thơm bằng quá. Ngon lạnh luôn. Nguyên cầm đi gió. Thôi về nghỉ ngơi mình thưởng thức nghe bạn. Vô tình phát hiện được một chú chín nghe bạn. Ra lên đó nè. Chín. Lên lưng mà. Chúc bạn là chưa? Chúc bạn là chưa? Chúc bạn đúng rồi, hai chết chân đó, chết chân đó. Ăn thôi. Ăn đi Bình, ăn đi Bình. Không được rồi. Trời bánh gọi chim ăn. Đừng. Đây bánh. Nè. Chuối ngon quá hả? Ê. Đi đâu? Mày ai nói hoài vậy? Rồi xuống đi. Mày thịt luôn trái mày hay dữ hả? Hay cái gì ba? Ôi gì chuối đâu? Ăn hết rồi. Ui ăn lỡ. Chứ ngọt ha. Quảng chữ. Mày số ai? Mày không làm. Không làm, ăn là ăn gì? Giọt chuối. Ủa mình không có công mình chặn chứ. Vũ tới. Đó rồi. Hai mày móc vô cho đoàn siết siết khỉ được á. Thì ra mày ơi. Tới mày lạ. Bỏ đi về. Ăn hết chuối rồi còn đi về nữa chứ. Chuối tao ngọt chứ hả? Nhìn cháy lại. Bạn thấy gì không? Quá trái xài nãy nè. Mới thì quá duyên của người ta nghe các bạn. Duyên rồi quá duyên. Chứ sao?
mà người ta có trả lời không? Không, xin trên cây mà. Không vậy nè, nó nói chú vườn ơi cho xin về trái xài. Đúng rồi, nó là muốn sao quốc kê mà. Mới hái chuối người ta ăn xong cái về thấy mấy trái xài chín bên sông các bạn, lội qua sông nó bẻ. Trời ơi, ngon. Bằng nữa. Trời ơi, xài này ta chấm gì luôn nè. Rồi mũi chứ vậy. Cái đi, đó. Chét vô cá. Khùng quá. Các bạn. Đúng rồi bạn ơi. Quét cái nào các bạn. Hay quá bạn ơi. Trong kính trời. Đừng có gấp nha. Mời các bạn nha. Cũng từ từ bình tĩnh. Gấp gấp quá bẻ. Thứ bột thứ đường hết. Ăn hồng ăn ngon á. Các bạn nha. Cái này cũng chưa lắm các bạn. 12 giờ mấy à? Đi là mấy giờ? Đi là 8 giờ, mấy 9 giờ. Buổi sáng anh em đi có ăn sáng rồi nên ăn ngày một chút không sao. Rồi không ăn rồi sao? Cái gì? Không ăn sáng rồi. Không ăn sáng thì chắc là chết đói. Vô các bạn. Đó. Bạn nhìn tao không? Ai mà hẹn mấy cái bạn này ngồi. Không bạn đúng không? Cái bạn cái gì ha? Cay. Cay gì mà cay ba? Cay mà cay. Quá cay. Nó nghe gì xài cay. Hấp dẫn ha. Bằng cái xài. Quá. Chấm chừng chấm xuống đất nữa nha đại ca. Đổ cái thêm, đổ cái thêm. Quá làm sáng luôn á. Nó vậy đó. Chỉ có chú gặp làm mới nóng cục thôi. Vô đi. Đã muốn đổi mẹ chân rồi. Đã. Đổi lần nữa mà. Sai rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Nói hả? Bằng chét nó chua nữa. Linh có lô mũi như quanh gì. Bữa vậy nãy dở, nãy nó bằng nó chua chát rồi. Đâm đầu vô ăn. Ừ. Đứng bằng các bạn. Sao mà chạy theo luôn. Đau không? Đau không? Nhìn cái gì trời. Chua còn chát nữa. Nó gọi bộ. Bởi vậy bằng mới ăn được đúng rồi. Mình đâu ăn à. Thôi ăn ơi. Có cá ăn không được luôn quá. Ngon. 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 Bằng thì ngon. Nó chát. Ừ. Chát là muối cay nữa. Không bé mang nghèo chát quá à. Bần này ăn với mắm sống á bạn. Ngon ngon. Ngon ngon không muối các bạn ngon à. Bỏ nửa cái đường gì quánh cục chăng. Bỏ cái đường luôn á. Trời ơi đau mẹ mẹ luôn. Trời sướng nè các bạn à. Nhức mắt thích hài chứ không con rụng cắn luôn. Chỉ là một lần một lần một lần duy nhất nghe các bạn. Ta lên thôi trời ơi dữ vậy trời. Ai mà ai một cái một luôn ha chú ba. Cái một cái mà gì trời kẹp nữa nha. Cắm cái nữa nè nè. Mình thấy không chảy ốc miếng nữa các bạn. Chưa ăn ốc muối ổn cá nữa. Đảo quá. Cắn miếng đường chú Cập. Cắn gì? Cắn miếng đó. Cầm đi con quay. Miếng không cầm. Có cho mày.
Chạy nước miếng nè, nước miếng nè. Thằng này cũng chạy lắm rồi. Chạy gì có mà, chạy gì. Trời. Tại cay quá mới nuốt miếng mày. Tại đâu thể hiện nha bạn. Ăn xài nha bạn, không ớt luôn nha. Không ớt. Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là mày đang nói dối. Hai là mày đang nói dối nhiều lần. Cái gì trong kè lúc kìa. Nó lỗ hàng, lỗ hàng. Thầy chứ nói thật rồi. Cái đã muối thì góc cục nó chấm không được chứ. Trên đó mà ăn hết keo rồi đó. Học mới đã à. Sung sướng. Ăn bụng mì á, đỡ cay. Chàng này non ăn ngon, ngày xưa bưởi á. Có mắm ăn cũng lên. Mắm đường cũng ngon nữa hả? Các bạn mà xem cái video này mà có... gì? Có gì bạn? Thèm thì không cảm cho mình nha. Chẳng biến hả? Cho mình không cố ý đâu. Chẳng biến hả? Bệnh gì đâu? Tiến hành là luộc mấy con ốc với mấy chàng trai nha bạn. Cái này cũng chiều chiều rồi, cũng ba mấy rồi. Trời nay nắng quá các bạn. Nguyễn Đẳng thì đang rửa rau để hồi luộc. Chấm với muối ớt chanh hả? Có luôn hả? Có. Chính rồi đó, hở miệng rồi đó. Không có rồi đó, lấy cây chở. Có gì dụng đó chi sao giờ? À, đó. Làm gì vậy bạn? Số nguyên liệu cho thơm đến thôi hồi gình sao? Thôi hồi gình luôn hả? Cái này lạc phải không? Cho miếng muối. Mày ăn mày luôn á. Trời ơi. Tôi chết luôn đi nhỏ đây. Mày rảnh quá vậy? Mấy cô luôn á. Má không má không? Dạ. Hồi về khỏi tắm. Đi nhỏ như mày muối. Đây là mấy con cá thành quả tem mình mò hồi sáng giờ nha các bạn. Giờ mình xối lụi hồi mình nướng. Mà lem luôn nha. Dạ có con đồ chồng nha các bạn, tươi không? Hôm gà mình ăn thịt gì dư chắc béo rồi. Giờ ăn vô cho cung cấp chất xơ. Nước sôi rồi nha, bây giờ mấy anh em mình bỏ vô. Mày học sinh mấy cháu biết chất xơ chất béo luôn rồi. À đâu à. 1.5. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ủa mày cho bề về ơi, 1.5 chứ miếu vậy. Ủa đũa đâu mày? Giờ mày phải có gì xài đó. Tháo ra đừng phù hộ con nha. Dạ. Trời ơi, nếu không chân rồi. Làm gì vậy? Con tay. Ừ. Có hàng ra giờ mình nướng cá. Hàng kia đang sắp gạo nặng nha bạn. Trời ơi, bạn ơi, bạn bắt cá gì kỳ bạn. Được mấy con các bạn. Đi cái ngày có như này nè. Nói gì. Hai này nó phải tắm lắm hay vậy? Đậu mấy con luôn á. Cá giờ chín nghe các bạn, đem ra chiến thôi, sợ ít dưa đồ quan trọng mày. Đây nè, cái sâu nè. Ngon lành nè. Các bạn dùng với tem mình nha. Sáng giờ được nhiêu bành? Đây, có nhiêu đây à? Giới thiệu anh. Đây là con cá rô phi được nướng chín. Đây là con cá lóc được nướng chín. Đây là ốc đã được luộc. Đây là rau đã được luộc. Các bạn nghĩ đi. Thằng bành là chẳng hạn. Thằng bành nó bắt cá không dính cái bắt mang ốc vậy ăn nè các bạn. Nhìn đây. Bắt cho mày ăn á. Ủa nãy mày giao gì? Thằng nào bắt dính gì ăn đó không? Ừ, tao bắt được mấy ốc nè, mày ăn cá đi. Chào. Hồi nãy cũng có bắt ốc chứ không? Thôi giờ ăn đi mệt quá. Mình ăn chanh vô nha bạn. Đẩy ra gáo chứ hồi ăn rau chưa lè nè. Sao đâu? Rồi, được rồi. Ổng rồi, hồi nó chỉ trời này còn 5 giờ chiều mà nắng lắm nha bạn.
đen dao. Dạ. Tính nếu mà lộ mà lộ xe chạy quá nên quay video cho các bạn xem được. Nên mình vô cái vườn cam nó hơi nắng chút. Mời bạn ốc nha. Quay 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 vô. Mời bạn ốc nha. Quay quay sao nữa? Ăn. Mời bạn nguyên con cá lóc nha. Cá bự vô trời. Mời bạn kỹ ra. Ăn rau mày, rau cá có sơ. Ăn cá đi, cá phi kìa. Sao trời. Sao đen thui vậy? Gì? Đen thui. Ai biết, rau con đô chồng mà. Này bỏ muối vô cho mày vậy. Mở gắt không miếng hả? Trời chưa nắng làm cái thử thách cực lắm nha các bạn. Nắng quá trời nắng luôn. Giữa đồng không có bóng mát che vậy. Với sứ mình và cá đầu kiếm hiếm lắm. Điện ta xịt chân. Mỗi nhà đều có cây xịt luôn. Nên mà tại mình đi bắt cá này kia đâu khó khăn lắm. Trừ nhà mình thôi không có cây xịt. Mà vườn mình bị ta bắt vậy hả? Ốc bự. Ăn xong về ngủ chắc tinh thần mai đi chiến nè. Hôm nay tem mình làm thử thách xong là ngày mai thứ hai là tem mình đi học hết trơn nha các bạn. Học lại trực tiếp rồi. Mai thứ hai, nay chủ nhật. Vô gặp được bạn mới nè. Gặp thằng cô mới nè. Đừng nghe bị chửi. Nghe giảng đạo. Tại sao bị chửi? Không chút bài. Cá lóc ngon không ăn dưới đồ? Ngon rồi, cá lóc mà gì còn chưa nổi. Cá lóc đồng nữa hả? Cá lóc nó mới đẻ hôm qua hay gì? Cá đẻ. Thịt trắng thiếu luôn. Cá lóc đồng hả? Thịt trắng thiếu thì chịu luôn. Nó ngon, ngọt ngay luôn. Ngọt như đường không? Ngọt như cá lóc vậy đó. Đẹp tối. Cá lóc đang nằm đó kìa. Nè, cá lóc mình đang xử lý nè các bạn. Lóc mà ăn cá lóc nha. Cá lóc lửa dưới chạy. Gạo ngon mày, trời ơi, cua cọp làm ngon chứ. Cắt hình ký gạo mày hết 10.000 rồi đó. Trời ơi. Nghe nói đâu phía 3 giờ thức là gạo rồi mà. Thuyên không? Hả? Hello Thuyên không? Đồ xuyên lắm nha các bạn, sáng thức dậy phụ mẹ lặt gạo rồi đi chợ bán á. Ngày bán 40kg gạo muống á, ký có 10.000. Giờ anh em mình vô chúc mừng năm mới đây. 1, 2, 3, vô 1, 3, 2, 1, vô. Chưa cho ăn rồi. Trời ơi. 3, 1, vô. Thôi ăn đi. Năm mới mình chúc các bạn gái học giỏi nha. Để đem về giấy khen nữa. Không biết. Không biết nằm lên mua ngựa với cái cây roi. Còn ba mày sao? Ba con chắc có vậy rồi. Nhìn học sinh tinh tiến à, mình cũng có nha. Các nguy cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là mày đang nói dối. Hai là mày đang nói dối nhiều lần. Chơi trên trung bình yếu hẹ. Thì năm mới tem mình cũng chúc cho các bạn học thật giỏi nha. Và chúc cho ba thằng khứa này cũng học cho nó khá giỏi thôi chứ không cần giỏi đâu. Ba thằng này giỏi sẵn rồi. Trung bình yếu gì nghe không được. Thì video của anh em mình đến đây cũng đã kết thúc. Các bạn thấy hay cho anh em mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh. Nhớ bấm vô cái chuông để anh em mình hàng ngày ra clip. Các bạn nhớ bấm vô coi nha. Bye bạn. Bye bạn.